chào mọi người, cảm ơn bạn đã xem video hôm nay. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản sàn Bibit trên ứng dụng di động. Hãy nhớ rằng bạn sẽ nhận được 15 đô la Mỹ nếu bạn nạp 100 đô la Mỹ và nhận 20 đô la Mỹ nếu bạn nạp 500 đô la Mỹ và giữ chúng trong tài khoản của mình trong 3 ngày. Chương trình này diễn ra có hạn từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7 năm 2023. Để bắt đầu, Hãy tải ứng dụng Bibit từ cửa hàng ứng dụng của bạn, có thể là Google Play hoặc App Store. Sau khi tải xong, hãy mở ứng dụng và bắt đầu quá trình đăng ký. Chọn đăng ký và điền thông tin đăng ký của bạn. Trong quá trình đăng ký, hãy chắc chắn rằng bạn đã nhập mã giới thiệu RM7KKL. Mã giới thiệu này sẽ giúp bạn nhận thưởng khi nạp tiền vào tài khoản. Các bạn nên nhập mã này trước vì khi bạn nhập thông tin đăng ký và mật khẩu sàn Bibit đã che lại chỗ nhập mã giới thiệu để nhận thưởng này, màn hình sẽ hiện lên chữ đăng ký luôn, lúc này bạn sẽ không làm đúng quy trình để có thể nhận tiền thưởng đăng ký mới. Cái này mình thấy người mới rất dễ bị nhầm lẫn. Các bạn có thể đăng ký bằng Gmail hoặc đăng ký bằng số điện thoại. Kéo thanh trượt cho khớp hình, như vậy là các bạn đã xong phần đăng ký. Các bạn nhập mã xác thực gửi về điện thoại. Có thể là cuộc gọi hoặc tin nhắn nếu bạn đăng ký bằng số điện thoại. Nếu các bạn đăng ký bằng Gmail, mã xác thực gửi về hộp thư của các bạn. Tiếp theo các bạn cần phải xác minh tài khoản là người thật. Mục quốc gia các bạn chọn Việt Nam, mục tài liệu các bạn chọn giấy tờ nào bạn đang có. Có thể là căn cước, hộ chiếu, bằng lái xe, giấy phép cư trú các bạn nhấn tiếp tục. Lúc này ứng dụng yêu cầu được phép truy cập máy ảnh, các bạn mở cài đặt và tích vào cho phép. Tiếp theo các bạn cần phải chụp mặt trước, mặt sau của giấy tờ. Chụp khuôn mặt. Hãy bảo đảm rằng ảnh rõ nét. Nhấn gửi, như vậy là các bạn đã hoàn thành xong đăng ký và xác minh tài khoản. Tiếp đó các bạn vào màn hình chính, hãy chọn nạp tiền và theo các bước để nạp ít nhất 100 đô la Mỹ hoặc 500 đô la Mỹ vào tài khoản Bibit của bạn. Sau 3 ngày, bạn có thể rút số tiền bạn nhận được cùng với số tiền ban đầu của mình bất cứ lúc nào bạn muốn. Hãy nhớ rằng chương trình này chỉ kéo dài từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7 năm 2023. Cảm ơn bạn đã xem video này, chúc bạn may mắn.